đất bỏ hoang cho cỏ mọc dại, chỗ biến thành ao tù nước động. Nhìn cảnh này, hàng nghìn hộ dân xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, này là phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh không khỏi xót xa. Tiền mua đất đã bỏ, thế nhưng hơn 20 năm vẫn chưa một ngày đến ở. Trong khi hàng chục hết đất lại đang bị bỏ hoang, gia đình bà Hậu được Ủy ban Nhân dân xã Nam Sơn khi đó bán cho 120 m2 ở đây với số tiền 24 triệu đồng, phần lô đoàn hoàng số 15, khu hồ 1. Thế nhưng, ngân ấy năm qua, gia đình bà chỉ được ngắm mảnh đất đã bỏ tiền mua, chưa bao giờ được sử dụng thì cái thời đấy là chúng tôi rất là đói khát rất là rất là không có thế nhưng mà gia đình ví dụ như đông con thì cũng phải mua miếng đất để cho uh, các con ra ở riêng thì còn có cái chỗ ở ví dụ như ba thằng con trai thì tôi có mỗi một miếng đất thôi thế bây giờ là bốn năm cặp vợ chồng nó cứ ở chồng chéo như vậy tại vì cái thứ nhất là muốn mua miếng đất để cho con ra để cho nó tách ra cho nó vơ gia đình ra để cho um, tự lập bản thân nhưng mà thật sự chúng tôi mua xong rồi là mất út, là không có người làm sổ đỏ cho hoàn cảnh gia đình ông hợi còn vẻ éo le hơn Năm đó, biết xã bán đất giãn dân. Dù hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình đã chạy vay khắp nơi, vay lãi 18 triệu để có đất cho các con ra ở riêng. Thế nhưng, 20 năm rồi, đất ngay trước mắt nhưng lại không được phép làm nhà. Giờ thì gia đình với ba cặp vợ chồng, con cái phải sống trong căn nhà cấp 4 chật trội xuống cấp. Đất chưa nhận, con phải gánh thêm khoản nợ vay mua đất, lãi mẹ để lãi con không biết khi nào có thể trả được. Ở nhà thì giờ đây nhà lụp xụp cái này, vì vợ tôi đi buôn sắt vụn. Bây giờ ở nhà thì đông lúc kẹt trội thế này thì không có bà phải xem thế nào giải quyết cho chúng tôi. Hoàn cảnh của hai gia đình trên là tình cảnh éo le chung của hàng nghìn hộ dân. Tiền đã mất, đất được giao nhưng vẫn không thể xây nhà cửa để ở. Nguyên nhân một phần do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã bán đất trái thẩm quyền. Tuy nhiên, vụ việc cá nhân đã bị xử lý trách nhiệm hình sự. Điều đáng nói, suốt 20 năm qua không cơ quan nào đứng ra xử lý quyền lợi chính đáng của hàng trăm hộ dân mua đất, mặc cho người dân đã rất nhiều lần kiến nghị lên xã, lên thành phố, đến tỉnh vẫn dậm chân tại chỗ. Chúng tôi đã thuê xe ra tận thanh tra chính phủ này, tài nguyên môi trường này ra mấy ngày rồi để cầu cứu thì thanh tra Chính phủ mới lại tài nguyên môi trường bảo cái này không phải thẩm quyền của của thì là đưa giấy về tỉnh, thì là quyền 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 cấp sử dụng đất này là của tỉnh Bắc Ninh. Thế là chúng tôi lại đưa giấy về tỉnh, thì từ ngày đến giờ là thấy chưa thấy có hiệu quả gì cả. Năm 2003 ấy thì là ủy ban xã cũng bán cho mỗi một hộ dân là được mua một lô đất, đóng tiền là, là có phiếu thu được hoặc, Đây là là. Điều thu ghi rõ là lục tiền mua đất ở ở khu dụng thiện với lại khu đầu đình. Là mà cái lửa làng ở trên đấy là là được cấp giấy chứng nhận rồi. Thế còn nửa làng dưới này từ chỗ dụng thiện hất về phía đây gọi là khu hồ. Sau khi mà chuyển về về thành phố Bắc Ninh ấy. Là bây giờ là thuộc gọi là phường Nam Sơn. Thế từ đấy giờ là là không ai đảo động gì đến cái đất này cả. Theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh đã nhận được rất nhiều đơn từ của người dân. Đơn vị cũng đã có văn bản lên thành phố và thành phố cũng rất nhiều lần kiến nghị lên tỉnh. Thế nhưng đến nay, ngay cả ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa có giải pháp để giải quyết vụ việc. À, tại cuộc tiếp xúc đại biểu quốc hội của thành phố Bắc Ninh tại thành phố Bắc Ninh, thì à, đồng chí bí thư Đồng ủy phường cũng đã có những cái kiến nghị đề xuất trực tiếp đối với đại biểu quốc hội tại uh, cuộc họp năm 2020 về cái việc đất cấp trái thẩm quyền của Nam Sơn. Theo người dân, với tình hình thế này, không biết bao giờ mới có giải pháp để xử lý, đảm bảo được quyền lợi chính đáng của mình. Tiền mất, đất không được sử dụng đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, kinh tế của cả trăm hộ đồng thời gây lãng phí khi để hàng chục hecta đất bỏ hoang không đưa vào sử dụng suốt thời gian dài. Vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm về những mất mát của người dân lãng phí đất đai? Và phải có ai đó chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong giải quyết vụ việc?